Okay, xin chào toàn thể anh chị em nhà đầu tư, chúng ta đã trở lại với nhau ở phiên live stream vào tối ngày mùng 4 tháng 7. Vậy là thị trường hôm nay có một phiên thực sự là gì ạ? Tuyệt vời cho những nhà đầu tư nào đang hoang mang. Nhưng mà mình nói với mọi người rồi, thị trường giai đoạn này không quá quan trọng vào vấn đề của chỉ số. Bởi vì thị trường nó sẽ đi lên đi xuống đan xen. Và giai đoạn này là một tín hiệu tích cực vào phiên ngày hôm nay. Đúng không? Hôm nay anh chị em nào thấy thị trường hứng khởi hay là mọi người đã thấy cảm giác hưng phấn quay trở lại chưa? Mình thấy rằng rất nhiều anh chị em nhà đầu tư vào chiều ngày hôm nay bắt đầu có dấu hiệu của sự hưng phấn trở lại. Mình không hiểu sao, đúng là đám đông không bao giờ thay đổi không ạ? Đám đông luôn vậy. Phiên giảm điểm sẽ có sự hoang mang và phiên tăng điểm sẽ có sự sợ hãi. Những anh chị em nào đang thấy thị trường hôm nay là gì? Thấy hưng phấn vào ngày hôm nay cho mình số 9. Còn anh chị em nào vẫn thấy thị trường này đang rủi ro cho số 7. Để mình khảo sát thử xem nào cái tâm lý đầu tư của mọi người hiện tại như nào nha. Sau đây mình sẽ đi vào cái phần nội dung ngày hôm nay là sẽ view cho mọi người một cách tổng quan về thị trường cũng như các nhóm cổ phiếu. Thì hiện tại là hôm nay mọi người thấy một phiên thị trường, nếu mà nói về phiên ngày hôm nay là một phiên gì ạ? Tích cực. Chính xác là thị trường hôm nay là một phiên tốt. Nó tốt, nó không phải là ở mặt chỉ số. Bản thân chỉ số tăng thì tất nhiên lúc nào cũng là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà phải đi tí nữa sâu vào từng nhóm ngành, các bạn mới biết nó sẽ tốt hơn ở điều gì. Và thị trường đang bước vào giai đoạn gọi là phân hóa. Các bạn thử nhìn xem ạ. Thị trường đang tăng giá. Và các bạn sẽ nhìn thấy có những bốn phiên phân phối. Và sau đó thị trường điều chỉnh 2 cây và bây giờ nó lại tăng được 2 phiên. Và đặc biệt là phiên hôm nay tăng và thanh khoản đã tăng trở lại. Tức là có dấu hiệu cầu vào, lại có tín hiệu FOMO trở lại. Tức dòng tiền giai đoạn hiện tại rất là khỏe. Thực sự là mình thấy giai đoạn hiện tại dòng tiền rất khỏe và nó vẫn đi từ yếu tố vĩ mô, đó chính là gì? Giảm lãi suất điều hành. Cho nên lượng tiền gửi vẫn chảy vào thị trường chứng khoán ngày một đông hơn. Ok chưa? Và mọi người sẽ thấy được là gì? Là giai đoạn hiện tại thị trường nó bước vào gọi là xu hướng sideways. Tức là thị trường vẫn gọi là, mình vẫn nói mọi người một điều đó là chung dài hạn các bạn vẫn phải nhìn ra một tư duy là uptrend, đừng có bị thay đổi. Về nếu bao giờ phải tăng lãi suất thì may ra thị trường mới có rơi mạnh, còn đâu không sẽ là vùng điều chỉnh của giai đoạn mùa chốt lời. Thế thì mùa chốt lời nó diễn ra là gì? Nó diễn ra từ giai đoạn là chốt lời luân phiên, tức là thị trường trong suốt giai đoạn tăng tháng 5, tháng 6 hay là bây giờ có giai đoạn điều chỉnh thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Tăng thì cũng luân phiên hết nhóm này rồi đến nhóm khác. Và chỉnh nó cũng luân phiên hết nhóm này chỉnh đến nhóm khác. Thế thì rõ ràng là khi thị trường chỉ cần không rơi mạnh, thị trường rơi nhẹ hoặc là tăng nhẹ thì sẽ xảy ra hiệu ứng có những nhóm tăng trước thị trường và có những nhóm tăng sau thị trường và có những nhóm tăng cùng pha với thị trường. Đó, thì thị trường sẽ phân làm 3 lớp các nhóm cổ phiếu như vậy. Nếu xét về mặt bằng chỉ số thị trường chung thì cái phiên bật ngày hôm nay nó nói lên là gì? Thị trường vẫn đang bám quanh MA 10, tức là một thị trường rất khỏe. Thị trường không bị gãy MA 20. Ok chưa? Mặc dù có những cổ phiếu chứng khoán đã gãy MA 20, ví dụ như VND hay SHS. Đó, thì các bạn sẽ thấy được là gì? Là thị trường đang khỏe, có những cổ phiếu đang yếu hơn thị trường. Nhưng thị trường khỏe như thế này nói lên dòng tiền đang tốt. Và chúng ta thử nhìn lại xem ạ. Yếu tố của nước ngoài hôm nay nào? Nước ngoài hôm nay lại tranh thủ bán ra. Các bạn thấy không? 4 phiên vừa qua thì mọi người hoảng sợ thì nước ngoài lại tranh thủ mua vào. Đến hôm mà mọi người FOMO vào một chút thì nước ngoài bán ra hơn 400 tỷ. Đó, cho nên mọi người sẽ thấy được dòng tiền hiện tại tuy nó có tốt hơn nhưng nó cũng không phải là cái gì để mọi người phải FOMO ngay đâu. Bởi vì bản chất là gì, dòng tiền tổ chức họ cũng đang chết đinh. Đó, còn tự doanh thì hôm nay lại cân lại bởi những cổ phiếu như VSC và họ đã mua STB. Nói chung tự doanh thì cân không nhiều nhưng nước ngoài nó có tác động nên chỉ số nhiều hơn. Thì nhìn chung hôm nay của tổ chức đang có áp lực bán ra nhiều hơn. Và dòng tiền nhà đầu tư cá nhân hôm nay có tâm lý mua vào mạnh hơn. Đấy, những phiên đỏ thì nhà đầu tư cá nhân thường không mua đâu, nhưng những phiên xanh thì lại mua rất nhiều. Thì đấy là vấn đề mọi người nhìn về yếu tố tâm lý. Vậy thì sau cái thị trường này các bạn sẽ nhìn ra xu hướng là gì? Thị trường nếu tăng thì cái ngực dướn của đây nó sẽ gặp cản ở cái vùng bao nhiêu ạ? Để mà thị trường tăng mạnh mình nghĩ là chưa. Nhưng để mà các cơ hội đầu tư thì nó rất nhiều. Ví dụ như những live stream trước mình đã nói các bạn có ít nhất khoảng tầm bao nhiêu ạ? 6 đến 7 nhóm ngành vẫn có cơ hội tăng giá trong giai đoạn hiện tại vì nhóm hàng hóa hay bán lẻ. Hay là gì ạ? Đầu tư công. Các bạn thấy rất nhiều nhóm vẫn thể hiện sức mạnh tốt lên thị trường. Nhưng hôm nay khi thị trường bật thì nó phải cần một nhóm, đó chính là chứng khoán hoặc ngân hàng. Thì chứng khoán khởi sắc trước. Nếu như là chứng khoán nó có thể giúp thị trường tăng khoảng quanh 5 điểm, 6 điểm. Nhưng nếu là nhóm ngân hàng thì nó sẽ giúp thị trường tăng khoảng trên 10 điểm. Thì hôm nay nhóm chứng khoán là nhóm quay lại tăng bởi những cổ phiếu đang khỏe hơn thị trường. Và chứng khoán cũng có sự phân hóa mọi người nhé. Có những cổ phiếu sẽ tiếp tục đà tăng nhưng có những cổ phiếu nó lại tiếp tục đi ngang. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào hơn từng nhóm cổ phiếu để các bạn nhìn nhận về thị trường.
Thứ nhất là các bạn nhìn vào hôm nay cái nhóm nổi bật nhất là nhóm chứng khoán. Hai con cổ phiếu như là gì ạ? VCI và VDS nó trần. Hôm nay con mạnh nhất phải là con VDS. Tại sao? Bởi vì Dabaco chạy cho nên VDS nó tăng. Đúng không? VDS tăng dựa trên câu chuyện là gì? Nó cầm tự doanh nhiều cổ phiếu Dabaco. Và hôm nay cổ phiếu Dabaco nó cũng tăng trần. Chính vì vậy với một khối lượng lớn như này và Dabaco với câu chuyện là kết quả kinh doanh quý 3, quý 2 này, hôm trước cũng chia sẻ mọi người về câu chuyện là Dabaco lãi khoảng hơn 300 tỷ. Nó sẽ bù đắp toàn bộ lỗ của giai đoạn quý 1 dựa trên câu chuyện giá lợn tăng trở lại. Đúng không? Đó, thì các bạn sẽ thấy được là gì? Cái giá cổ phiếu Dabaco đang phản ánh trước kết quả kinh doanh. Và bây giờ hiện tại những thông tin lộ kết quả kinh doanh quý 2 thì cổ phiếu tiếp tục được nhà đầu cơ vào lao và mua ở vùng cao, sẵn sàng đẩy giá, thì khi đó Dabaco tăng bao nhiêu thì VDS hưởng lợi bấy nhiêu. Nên hai cổ phiếu này cùng tăng tím. Thế thì bên cạnh đó các bạn sẽ thấy là những cổ phiếu chứng khoán về phiên chiều bắt đầu khởi sắc, đặc biệt như VCI. Tại sao VCI lại là một cổ phiếu khỏe? Bản chất VCI cũng là một cổ phiếu đang bám quanh MA10 giống như của VN-Index. Và nó đang thể hiện là sự dẫn dắt của nhóm chứng khoán khi mà nó giai đoạn trước đấy cũng đi lên có tích lũy. Và cổ phiếu giai đoạn vừa rồi không bị phá vỡ trung bình 20 ngày. Đó, và cùng với đó là nhóm chứng khoán, những cổ phiếu như thế này thì chưa được dự báo kết quả kinh doanh, nhưng tất cả nhóm chứng khoán đều được dự báo quý 2 này sẽ tốt hơn quý 1. Nhưng mà những cái cổ phiếu nào có tích lũy và chưa tăng mạnh nó sẽ ưu tiên chạy trước. Hay là HCM cũng vậy. Tại sao giai đoạn này không phải là VND và ERA? Mọi người sẽ nhìn thấy HCM và VCI hoàn toàn vẫn bám quanh MA10, không gãy MA20, cho nên hai cổ phiếu này nó sẽ khỏe hơn. Tương tự VDS cũng vậy, hay AGR cũng vậy, cũng rất khỏe khi ở trên MA10. Ok chưa? Đó, mọi người sẽ thấy. Còn VX ở đây hiện tại đã gãy MA20 và đây là gọi là một phiên phục hồi. Tại sao khối lượng vào mua không hề lớn? Bởi vì trước đây nó có tín hiệu phân phối. Và mọi người sẽ nhìn ra những mã như VND, nó cũng là gì? Tại sao nó sẽ yếu hơn của HCM VCI? Nó đã bị có một cú phân phối gãy MA20 thì nó sẽ thiên về việc ở đây ạ. Nó sẽ tích lũy ở vùng này nhiều hơn là nó vượt luôn. Đấy, nhưng xu hướng hiện tại để mà nói cổ phiếu mạnh thì VCI, HCM tăng nhờ câu chuyện là nhóm chứng khoán quay lại dẫn dắt dựa trên cái nhịp hồi của thị trường. Và VDS dựa trên câu chuyện tự doanh cầm Dabaco. Thì các cổ phiếu chứng khoán khác đều được lan tỏa. Tuy nhiên các bạn sẽ nhìn thấy SRI nó cũng bám quanh MA10, tức là nó sẽ khỏe hơn VND nha. Đó, thì các bạn sẽ nhìn ra sức mạnh của những bốn cổ phiếu trụ lớn của nhóm chứng khoán. Thì SRI nó sẽ yếu hơn VCI và HCM hiện tại, nhưng nó lại khỏe hơn VND. Còn những cổ phiếu khác như SHS cũng gãy MA20 thì nó cũng sẽ xếp loại giống như kiểu VND, nó có thể cần tích lũy. Ok chưa? Nhìn chung hôm nay nhóm chứng khoán khởi sắc nó là một tín hiệu tốt cho việc là dòng tiền vẫn ở trong thị trường và khi có vùng điều chỉnh thì lại hấp dẫn. Và mọi người nhớ một chiến lược đầu tư giai đoạn hiện tại là gì? Nên mua vào khi nội thị trường điều chỉnh hay cổ phiếu điều chỉnh, tránh cái việc cổ phiếu tăng hôm nay. Ví dụ VCI hay VDS hay HCM tăng các bạn vào đủ, hay Dabaco tăng các bạn cũng vào đủ. Bởi vì những cái phiên hiện tại thị trường vẫn nằm trong vùng gọi là gì? Mùa chốt lời, nhưng nó có sự phân hóa. Những cổ phiếu khỏe nó vẫn có thể tăng đi trước thị trường. Và thị trường có thể không tăng mạnh nhưng rất nhiều cổ phiếu sẽ tăng, giống như những phiên trước đó các bạn thấy không? Thị trường giảm thì vẫn có FRT nó tím đại diện cho bán lẻ. Đó, hay là thị trường gì ạ? Thị trường đi ngang thì hôm qua chúng ta lại thấy gì ạ? Nhóm liên quan đến thủy sản nó lại tăng trần. Tức là có sự luân phiên giữa các nhóm và thể hiện sức mạnh tăng giá từ những nhóm mid cap. Và hôm nay nhóm chứng khoán là nhóm xác nhận cho thị trường vào việc sideways up, tức là thị trường đi lên điều chỉnh và sẽ lại tăng, chứ không có một cú rơi nào quá mạnh cho thị trường ở một chốt lời, bởi vì nó xảy ra hiệu ứng chốt lời luân phiên, tức là nhóm này mà đang chốt thì nhóm khác sẽ vào tăng giá để nâng đỡ thị trường. Ok chưa? Cho nên thị trường sẽ thiên về việc là gì? Sideways up, tức là gì? Có điều chỉnh xong rồi lại lên đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng nó sẽ không lên với gia tốc quá mạnh. Thì như vậy mọi người nhìn xong nhóm chứng thì thấy nhóm banh thì riêng có mỗi SHB vẫn tiếp tục tăng nhờ câu chuyện chia cổ tức cũng như là khả năng được lọt vào nhóm VN30. Thì SHB cũng là một cổ phiếu trong danh mục kiến nghị, thì các bạn hoàn toàn có thể ạ. Khi nó tiến lên vùng 13.5 là vùng các bạn có thể chốt lời. Khi nó vào đỉnh cũ nó sẽ bị chững lại ở đây sau khi tích lũy. Ok chưa? Chốt lời một phần thôi. Còn đâu ai đầu tư trung dài hạn vẫn có thể cầm dựa trên câu chuyện mình nói về SHB là cổ phiếu định giá rẻ ở livestream trước đó. Và những cổ phiếu khác của nhóm banh thì khi nó về hỗ trợ, ví dụ như MB Bank nó về hỗ trợ, nó tích lũy lại ở đây vẫn trên MA10 rất khỏe. Và xu hướng của nó sẽ đồng pha tăng giống với VN-Index. Ok chưa? Đó, hay là gì, những cổ phiếu ngân hàng khác đa phần cũng thể hiện tham chiếu sắc xanh nhẹ. Và muốn nhấn mạnh mọi người là hôm nay chứng và những cái nhóm cổ phiếu khác như thép
nó cũng hôm nay có thị xăng xanh trở lại, nó tức là những nhóm như thép nó vẫn bám trên 12-20, tức là nó giống pha với cả VN-Index, tức là đang tăng cùng pha với VN-Index nha mọi người nha. Đó, khi VN-Index tăng thì những nhóm cổ phiếu như thép hay chứng ngân hàng hay chứng khoán sẽ phục hồi giống VN-Index, nhưng mà cái sức mạnh tăng giá của nó sẽ khó có thể mạnh bằng những cái nhóm cổ phiếu mà gì, nó đang được gọi là nhóm cổ phiếu uptrend, tức là nhóm cổ phiếu có sức mạnh tốt hơn thị trường và tăng trước thị trường. Ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy bán lẻ, các bạn có nhìn thấy FLT nó uptrend không ạ? Khi thị trường điều chỉnh nó còn tăng trần, thì những cổ phiếu như này sẽ vào trend theo kiểu là gì? Chỉnh là để mua, còn tăng là để chốt, đấy là để chết đinh trên những cổ phiếu có sẵn hàng. Tức là những cổ phiếu như này các bạn cầm được những vùng nền giá, khi các bạn chốt lời mới chốt từng phần thôi, đừng bao giờ chốt hết, bởi vì tại sao ạ? Những cổ phiếu này nó sẽ có xu hướng đang là uptrend và thu hút dòng tiền rất là mạnh. Những phiên như này chỉ là tích lũy để nó tiếp tục tăng. Nếu như nó có điều chỉnh khoảng 3-5% lại là cơ hội mua vào để chết đinh. FLT hay DGWK, với DGWK hiện tại đang tích lũy dưới 1200 ngày và mình dự kiến là có thể vài phiên nữa nó sẽ có phiên bật vượt lên 1200 ngày. Cho nên DGWK cái vùng quanh vùng 40 đến vùng quanh 42 vẫn là vùng để giải ngân. Đó, DGWK đang tích lũy đủ và có thể mấy hôm nữa nó sẽ có một phiên tăng mạnh. Đây là cơ hội kiến nghị public cho mọi người có thể giải ngân. Và các bạn nhớ rằng giai đoạn thị trường hiện tại không phải là giai đoạn để các bạn hưng phấn. Giai đoạn này các bạn có thể nâng tỷ trọng lên nhưng mà nâng dần, nhớ ok chưa, và tập trung vào những cổ phiếu mà ưu tiên là gì ạ? Có vùng mua tạo tích lũy hay là có điều chỉnh, tránh cái việc là ví dụ hôm nay các bạn thấy chứng khoán nó tăng trần lại vào đù là chết giờ. Bởi vì thị trường hiện tại có thể nó sẽ tăng nhưng mà tăng một cách từ từ hoặc là nó sẽ tích lũy trở lại. Đó, thì để nó phân hóa các nhóm cổ phiếu ở cái mùa ra báo cáo tài chính, những cổ ra báo cáo tài chính tốt nó sẽ tăng mạnh hơn. Và những cổ phiếu được kỳ vọng vào quý 3, quý 4 tăng thì nó sẽ đi tăng theo kiểu kỳ vọng. Và nó phải đặc biệt là phải ở dưới sâu. Thì các bạn sẽ thấy DGWK là một cổ phiếu đang trong vùng cho có khả năng giải ngân, đánh ngắn. Ok chưa? Còn đánh trung dài hạn các bạn mua từ nền hay là mua từ những cái book vùng điều chỉnh thì nó sẽ an toàn hơn. Tương tự MWG sẽ là một cổ phiếu cũng đang vận động giống DGWK, nó cũng tích lũy ở đây. Và đây ở vùng tích lũy cũng có thể là vùng giải ngân tiếp theo. Sau khi các bạn có thể giải ngân những cái vùng bao nhiêu quanh 41 thì bây giờ lên vùng 43 sẽ là vùng để giải ngân tiếp theo để cho người vào sau. Ok chưa? Đó, thì tiếp tục là các bạn sẽ thấy những nhóm khác, như mình thấy là nhóm thủy sản đang rất mạnh. Đặc biệt là gì ạ? Đây, hàng hóa các bạn sẽ thấy là thủy sản VHC sau một cây trần. Và hôm nay nó tiếp tục tăng 2%. Thì VHC nó sẽ chạy giống như FLT và nó tăng và bước vào uptrend luôn. Không cần gì ạ, khó bị ở đây vùng cản rất nhiều. Có thể FLT, VHC vài phiên tới sẽ có điều chỉnh hoặc tích lũy. Nhưng với VHC mà điều chỉnh tích lũy sẽ là điểm mua để chết đinh. Và đặc biệt là cổ phiếu này, xu hướng này nó sẽ nói lên là gì? Nó sẽ tiến lên thậm chí cả những vùng 8X. Và đây sẽ là cổ phiếu vào một chu kỳ mới. Và đây là cổ phiếu đầu ngành của nhóm thủy sản đang thể hiện sức mạnh tốt nhất hiện tại. Bên cạnh VHC sẽ là ANV. ANV hôm qua chính thức cũng tiếp tục vượt đỉnh và nó tích lũy. Nó cũng sẽ giống như kiểu KSB, các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Đi lên không có chỉnh mạnh và tích lũy để tăng tiếp. Ok chưa? Các bạn tiếp tục nắm giữ cho mình. Đó, hay là các bạn sẽ nhìn thấy những nhóm cổ phiếu như là gì? Như là Cảng Biển, nó cũng đang đi lên tích lũy. Đây là những mẫu hình cổ phiếu rất mạnh. Và những nhóm cổ phiếu này đang tăng dựa trên câu chuyện kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 sẽ phục hồi. Ok chưa? Còn đâu quý 2 này, các bạn cần chú ý đến những nhóm cổ phiếu mình đã lốt cho các bạn vào một cái buổi cách đây khoảng 3-4 buổi live stream ấy. Mình nốt những cái nhóm cổ phiếu được dự phóng kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. À, ví dụ như PVT này. Các bạn thấy không ạ? Hôm nay PVT tiếp tục chinh phục gần lên 24 rồi đấy. Không sớm thì muộn, có thể là tuần này các bạn sẽ thấy vượt 24. Bây giờ thì điểm mua lại mất rồi. Cái điểm mua khi dưới 23 các bạn còn có thể mua được chứ. Càng ngày càng lên cao càng cao. Và đặc biệt hôm nay nhóm dầu khí nó tăng. Và các bạn đang thấy được là những nhóm cổ phiếu lộ kết quả kinh doanh như dầu khí thì chắc chắn quý 2 này là tốt. Nó dự kiến hết rồi. Cho nên những nhóm báo cáo tài chính tốt các bạn sẽ thấy được là gì? Nó tích lũy xong nó sẽ tăng. Và đấy là hai trend giai đoạn này đầu tư của mùa tháng 7. Đó chính là bọn lộ kết quả kinh doanh tốt. Ví dụ như dầu khí hay là gì? Lợn các bạn thấy lộ tốt hôm nay đầu tìm đúng không ạ? Hay các bạn thấy là gì? Một cổ phiếu gợi ý cho các bạn vào uptrend là PLX. Sau khi lộ thông tin kết quả kinh doanh tốt thì PLX sau khi tích lũy đủ, cổ phiếu này cũng đưa vào diện điều chỉnh là để mua. Tức là những cổ phiếu này sau đó các bạn sẽ thấy được trend của nó tiếp tục sẽ vào một trend tăng mới. Sau khi nó tạo sóng 1, nó đang tích lũy xong và bây giờ vào sóng 2. Đây là một cơ hội để gợi ý cho mọi người. Ok chưa? Hay là các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Giai đoạn này xăng dầu là kết quả kinh doanh quý 2 này là tốt nha. Lợn kết quả kinh doanh quý 2 là tốt nha.
hay là các bạn sẽ thấy là BMP dự kiến kết quả kinh doanh quý 2 này cũng tốt, cho nên con này là gì, cũng tích nền. Đây là những vùng mà các bạn ạ, nếu các bạn đánh ngắn hoàn toàn đây sẽ là những vùng giải ngân quanh vùng 90, giải ngân xong hoàn toàn nó có thể lên vùng 100. Còn đâu điểm stop loss của nó sẽ là vùng 87. Đây là cổ phiếu nhựa. Hay hôm nay mình có kiến nghị một cổ phiếu là RE, cũng được kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tăng. Ok chưa? Thì các bạn chú ý những cái cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý này có thể tăng trưởng. Hay là mình giới thiệu thêm một cổ phiếu C4G. Đây cũng là một cơ hội đầu tư và dự kiến kết quả kinh doanh quý 2 sẽ tăng trưởng. Rất nhiều cơ hội đầu tư đang xuất hiện và các bạn có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu và nhóm ngành. Hãy quên thị trường đi ạ, bởi vì thị trường giai đoạn hiện tại nó sẽ đi vào sideways up. Nó sẽ có phiên xanh phiên đỏ đan xen. Nhưng các nhóm cổ phiếu mạnh sẽ lần lượt xuất hiện. Tỷ trọng giai đoạn này các bạn có thể đầu tư quanh 50% được cổ phiếu, bởi vì bản chất nó vẫn chưa ra báo cáo tài chính. Cho nên những cổ phiếu mà các bạn mua về kỳ vọng thì cầm khoảng 50% và dùng 10 đến 20% đánh chết đinh dành cho những cổ phiếu trong 50% các bạn đang cầm. Đúng không? Chết đinh trên những cổ phiếu có sẵn sẽ ưu tiên để tránh cái trường hợp bị kẹp hàng trong giai đoạn thị trường đập lên đập xuống trong vùng sideways up. Ok chưa? Thì như vậy là mình đã chia sẻ mọi người cái góc nhìn là thứ nhất về thị trường, thì mọi người có thể thấy cái phiên ngày hôm nay xác nhận cho dòng tiền khỏe hơn là một dấu hiệu tích cực hơn cho thị trường. Tuy nhiên không phải để mọi người FOMO mua vào những phiên tăng xanh tím, mà giai đoạn thị trường được xác nhận vào sideways up thì vẫn phải đánh theo chiến lược là gì? Tăng bán giảm mua. Tức là những cổ phiếu mạnh mọi người đang nắm giữ khoảng 50% hàng thì khi nào có phiên tăng thì chốt lời, còn đâu phiên điều chỉnh thì lại mua, thì dành cho cái việc khoảng dùng 20% là chết đinh. Tức là tối đa tài khoản chỉ được lên 70% là cổ phiếu, nhưng mà trong khi đó 20% là dùng để chết đinh trong phiên. Ok, để tối ưu lợi nhuận. Còn những nhóm cổ phiếu các bạn nên tập trung giai đoạn này, ví dụ nhóm chứng khoán, nếu các bạn thích đầu tư nhóm chứng khoán thì nên tập trung vào những cổ phiếu có sức mạnh tốt hơn thị trường như VCI, HCM hay là gì ạ? Hay là các bạn sẽ thấy là CTS đang khỏe hơn thị trường, hay là VDS dựa trên những câu chuyện của cầm đội tự doanh khỏe. Nếu như các bạn thích chứng khoán mà mua mà an toàn thì có một cổ phiếu giới thiệu các bạn là BRA. Nó đang đi nền ngang và khi nó ở rung lắc quanh cái vùng bao nhiêu ạ? Vùng 32 đến vùng 33 sẽ là vùng mua gom của BRA. Đặc biệt là vùng này nếu có điều chỉnh về 31 càng đẹp, dưới 32 mua càng đẹp. Thì đây là cổ phiếu đánh cho việc tích mua gom. Ok chưa ạ? Một cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, còn SHS là một cổ phiếu cũng sẽ kết quả kinh doanh tốt và tăng trong trung dài hạn. Thì con này các bạn phải mua gom thì phải có quanh giá bao nhiêu ạ? 13. Có đâu những vùng trên này là vùng nó dướn lên và phải test lại ít nhất là 13.5 mới có thể gom được. Đấy là những nhóm chứng khoán. Còn những nhóm cổ phiếu ưu tiên giai đoạn này mình sẽ ưu tiên vào nhóm hàng hóa, đặc biệt là gì? Thủy sản bán lẻ hay là gì? Phân bón, hóa chất và cảng biển. Các bạn nhớ những nhóm đấy cho mình. Và những nhóm cổ phiếu đầu tư trung dài hạn như thép hay là gì? Đầu tư công vẫn đang là nhóm chiến lược. Ok chưa? Rất nhiều nhóm là cơ hội đầu tư. Các bạn có thể là gì? Tận dụng, chú ý là chỉ cầm 2 đến 3 nhóm ngành. Tổng số cổ phiếu là 3 đến 5 mã. Đừng có đầu tư dàn trải, bởi vì cứ thấy cơ hội nào ngon mà cũng mua thì không thể tối ưu hiệu quả được. Hy vọng rằng mọi người có được những kiến thức như vậy và tối ưu danh mục trong giai đoạn hiện tại nhá. Ok, còn đâu những bạn nào còn hoang mang cũng như chưa có phương pháp đầu tư và cần được cơ hội đầu tư rõ ràng hơn thì có thể liên hệ team mình qua số điện thoại trên màn hình, số điện thoại của Phúc và Ngọc. Chúc cho anh chị em nhà đầu tư ngày mai thị trường có thể có một phiên tăng mạnh để mọi người có thể lại được chút lời. Ok, tạm biệt mọi người.